Quế Ngọc Hải chấn thương và để lại khoảng trống vô hình lớn nơi hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh này, người hâm mộ vẫn có thể kể hàng loạt cái tên kỳ cựu như là Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh hay Nguyễn Thành Trung để lấp đầy khoảng trống vô hình đó. Tuy nhiên, trọng trách khỏa lấp vị trí của Quế Ngọc Hải ở thời điểm hiện tại dường như lại phù hợp với một gương mặt trẻ hơn, đó chính là Bùi Hoàng Việt Anh. Nói Bùi Hoàng Việt Anh đã đủ tầm để thay thế Quế Ngọc Hải thì không phải. Song có một điều chắc chắn là trung vệ sinh năm 1999 đã làm tròn vai thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự của đội tuyển khi đàn anh vắng mặt. Và minh chứng không đâu xa là vòng chung kết Asian Cup 2023 vừa qua, việc những đàn anh vắng mặt đã mang đến cơ hội để Bùi Hoàng Việt Anh chứng minh năng lực. Và giải đấu châu lục khi đó đã đánh dấu bước ngoặt lớn của trung vệ thuộc biên chế Công an Hà Nội theo một chiều hướng tích cực. 8 bàn thua chung cuộc của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023 là kết quả không có gì đáng tự hào. Tuy nhiên, hãy thử nhìn theo một cách đỡ tiêu cực hơn. Số bàn thua của những chiến binh sao vàng có thể nhiều hơn con số 8 nếu không nhờ nỗ lực của các cầu thủ, đặc biệt nơi hàng phòng ngự. Trong đó thì phong độ ấn tượng của Bùi Hoàng Việt Anh chính là điểm sáng hiếm hoi trong 3 trận toàn thua của đội tuyển Việt Nam. Bùi Hoàng Việt Anh được huấn luyện viên Chu Dê trao cơ hội thi đấu trong cả 3 trận vòng bảng. Cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội được xếp đá chính giữa trong sơ đồ 3 trung vệ, bên cạnh hai đồng đội là Phan Tuấn Tài nơi cánh trái và Nguyễn Thanh Bình nơi cánh phải. Với lối chơi mạnh mẽ cùng khả năng đọc tình huống, Việt Anh đã có nhiều pha bọc lót tốt cho đồng đội và ngăn chặn cầu thủ đối phương. Sự chắc chắn của trung vệ sinh năm 1999 đã nhiều lần làm nản lòng các chân sút đáng gờm như là Takefusa Kubo và Ritsudan của đội tuyển Nhật Bản, hay Ayman Hussein và Muhammad Ali bên phía Iraq. Nói gì thì nói, thước đo về sự hiệu quả vẫn dựa trên con số. Và đến đây thì Bùi Hoàng Việt Anh lại càng cho thấy sự xuất sắc của mình. Theo đó, Việt Anh xếp thứ tư ở vòng chung kết Asian Cup 2023 về số lượng những pha đánh chặn với 11 tình huống, ngang bằng với Rustamyon Asumatov của đội tuyển Uzbekistan và chỉ kém 3 người dẫn đầu đúng một tình huống đánh chặn. Cần nhấn mạnh rằng Việt Anh chỉ mất 3 trận đấu ở vòng bảng tại Asian Cup để lọt top thông số ấn tượng này. Bên cạnh sự chắc chắn, người ta còn thấy được phong thái đĩnh đạc nơi Bùi Hoàng Việt Anh, đúng với tố chất của một thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự. Khi Quế Ngọc Hải và nhiều trung vệ kỳ cựu vắng mặt thì Việt Anh cho thấy dáng dấp của một người anh lớn. Không khó để bắt gặp những khoảnh khắc trung vệ sinh năm 1999 liên tục vỗ tay truyền động lực cho người đồng đội trên sân, hay động viên kịp thời khi đàn em Thanh Bình mắc sai lầm. Xuất sắc nơi hàng thủ là thế, song điều khiến người hâm mộ phải ngỡ ngàng và khâm phục Bùi Hoàng Việt Anh hơn cả chính là khả năng tham gia tấn công. Bằng chứng là Việt Anh đã in dấu giày trong 2/4 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam ở vòng chung kết Asian Cup vừa qua. Ở trận ra quân gặp đội tuyển Nhật Bản, từ quả đá phạt của đội tuyển Việt Nam, trung vệ sinh năm 1999 đã bật cao đánh đầu khiến thủ môn Gion Suzuki phải đẩy bóng cứu thua. Sau đó Tuấn Hải băng vào đá bồi nâng tỷ số lên 2-1 cho đội nhà. Đến trận gặp đội tuyển Iraq, Việt Anh điền tên mình lên bảng tỷ số với pha chạy chỗ khôn ngoan và tung người dứt điểm gọn gàng. Phong thái ấy chẳng khác nào một tiền đạo thực thụ. Sau cùng, nỗ lực trong hơn 270 phút thi đấu của Bùi Hoàng Việt Anh chỉ đổi lại những giọt nước mắt của chính anh. Việt Anh đã khóc sau khi tiếng còi mãn cuộc trận gặp Iraq vang lên. Cũng là lúc đội tuyển Việt Nam chính thức phải chia tay sân chơi cao nhất châu lục. Những giọt nước mắt của Bùi Hoàng Việt Anh không chỉ ẩn chứa nỗi buồn mà còn là sự bất lực. Và khi nhìn Việt Anh khóc, người hâm mộ cũng không khỏi xót xa. Trước đó, pha bứt tốc của Bùi Hoàng Việt Anh để ngăn chặn cầu thủ Indonesia phản công cũng khiến nhiều người xúc động. Trong thời gian cuối ở trận gặp đội bóng xứ Vạn Đảo, thủ môn Philip Nguyễn đã lên tham gia vào tình huống của đội tuyển Việt Nam đá phạt góc. Tương tự tính chất con dao hai lưỡi như chiến thuật power play trong futsal, những chiến binh sao vàng phải chấp nhận bị đối thủ phản công về phía khung thành bỏ trống. Và khi không thực hiện thành công quả phạt góc, chúng ta đã phải đối diện với rủi ro đó. Đội tuyển Indonesia phản công và tưởng chừng đã ghi được bàn thắng thứ hai dễ dàng. Nhưng rồi cơ hội 10-10 của đội bóng xứ Vạn Đảo đã hóa thành hư không trước mũi giày của Bùi Hoàng Việt Anh. Trung phong sinh năm 1999 dường như đã chạy bằng cả sức lực và ý chí để có thể chiến thắng trong cuộc đua tốc độ trên sân cỏ, đồng thời cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy. Chia sẻ sau trận thua Iraq bằng giọng nghẹn ngào: "Sau giải đấu này, chúng tôi sẽ có thêm những bài học kinh nghiệm. Chúng tôi buộc phải thi đấu tập trung hơn đến tận những giây phút cuối cùng. Chúng tôi thất bại tại giải lần này, nhưng mong người hâm mộ hãy đồng hành với chúng tôi. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tốt hơn trong thời gian tới." Và cơ hội để Bùi Hoàng Việt Anh cũng như đội tuyển Việt Nam chứng minh năng lực đồng thời tìm lại niềm tin nơi người hâm mộ sẽ là 2 trận đấu gặp đội tuyển Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Thế nhưng điều mà người hâm mộ Việt Nam lo ngại lúc này là chấn thương của Việt Anh. Trung vệ sinh năm 99 bị rách môi trong trận đấu giữa Công an Hà Nội và Thể Công Viettel tại vòng 13 V-League vừa qua. Chấn thương này khiến anh phải khâu tới 24 mũi. May mắn rằng đây chỉ là chấn thương ở phần mềm và Việt Anh vẫn có thể lên hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Dù mới cắt chỉ vết khâu, Bùi Hoàng Việt Anh đã nhanh chóng ra sân tập luyện cùng các đồng đội trên tuyển. Hình ảnh trung vệ sinh năm 99 tập luyện hăng say với vết dán trên môi
đủ thấy được khát khao thi đấu của anh lớn đến nhường nào. Ở đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Chuze triệu tập 11 trung vệ, trong đó có rất nhiều những gương mặt kỳ cựu như Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh hay Nguyễn Thành Trung. Dù sự cạnh tranh là không nhỏ, song khả năng cao Bùi Hoàng Việt Anh vẫn sẽ được huấn luyện viên Chuze trao cho suất đá chính nơi hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia sắp tới. Theo đó, Duy Mạnh dù đang có được phong độ ổn định trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội, song cũng chưa chắc nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ huấn luyện viên Chuze. Chấn thương khiến trung vệ sinh năm 1996 bỏ lỡ đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam trong tháng 11 năm 2023. Đến vòng chung kết Asian Cup vừa qua, Duy Mạnh cũng chỉ được vào sân thi đấu ở thời điểm cuối trận Iraq. Mặt khác, trung vệ Bùi Tiến Dũng hay Nguyễn Thành Trung dường như không phải sự lựa chọn tối ưu dưới thời ông thầy người Pháp. Hơn hết, chính màn trình diễn của Bùi Hoàng Việt Anh ở Asian Cup vừa qua được đánh giá là một điểm cộng lớn, giúp anh có được niềm tin từ ông thầy người Pháp. Không chỉ dừng lại ở đó, Việt Anh là người đang có phong độ tốt nhất trong số 11 hậu vệ được triệu tập lần này của đội tuyển Việt Nam. Hiện tại, Bùi Hoàng Việt Anh được coi là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng phòng thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Sự chắc chắn của anh đã góp phần giúp đội bóng ngành công an đang vững vàng ở top 3 trên bảng xếp hạng V-League mùa này. Thêm vào đó, một nghịch lý rất thú vị là Bùi Hoàng Việt Anh cũng đang tỏa sáng với vai trò như một tiền đạo, ghi tới 4 bàn thắng ở V-League mùa này. Đáng chú ý, 3 trên 4 bàn thắng của Việt Anh đều đến từ các tình huống cố định, qua đó cho thấy sự nhanh nhạy và khả năng chọn vị trí tốt của trung vệ sinh năm 99. Cần nhấn mạnh rằng, sân chơi V-League chứng kiến không ít trung vệ lên tham gia tấn công ở các tình huống đá phạt, song không phải ai cũng ghi được nhiều bàn thắng như Bùi Hoàng Việt Anh. Thậm chí, trung vệ sinh năm 99 cũng khiến nhiều chân sút ở V-League ái ngại về khả năng săn bàn. Và hơn cả, việc sử dụng Việt Anh để đấu đội tuyển Indonesia dự sẽ là một quyết định đúng đắn của huấn luyện viên Chuze. Trung vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội có lợi thế về thể hình và chiều cao lên tới 1m84, phù hợp để tranh chấp và ngăn chặn những cầu thủ nhập tịch cao to và nhanh nhạy bên phía đội bóng xứ Vạn Đảo. Điều này đã phần nào được chứng minh trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia ở Asian Cup vừa qua. Tuy nhiên, trung vệ của câu lạc bộ Công an Hà Nội cần phải thi đấu tỉnh táo với một cái đầu lạnh trước một đội bóng có lối chơi tiểu xảo như Indo. Ở trận đấu gặp đội tuyển Iraq tại Asian Cup vừa qua, Việt Anh đã có pha vào bóng quyết liệt bằng gầm giày với Youssef Amin. Hệ quả là trung vệ này phải nhận tấm thẻ vàng và đội tuyển Việt Nam phải chịu quả phạt đền khi đó. Dù lựa chọn Bùi Hoàng Việt Anh hay những nhân tố nào, hy vọng rằng huấn luyện viên Chuze sẽ xây dựng được hàng thủ vững chắc cho đội tuyển Việt Nam để đối phó với một Indonesia đang tiến bộ hơn từng ngày. Chúng ta đủ hiểu hai trận đấu sắp tới là quan trọng như thế nào trong việc giành tấm vé đi tiếp tại vòng loại World Cup 2026. Nơi đó sẽ không có chỗ cho những sai sót và đội tuyển Việt Nam cần đảm bảo sự chắc chắn nơi hàng thủ trước khi nghĩ về những bàn thắng.